Dung it kang sin nhng ln vnt ngtr ngtt cnm bo chn can bng vatng cng cht coang nhng vakm cng nhth cphm c axit hoa. Vic sdng cacchd phg nh probiotic, prebiotic, cht kitch thich min dch, cac enzyme vacac loido mc. Ting du va chits at thc vt cng cn c quan tam hntrc. Ben cnh la nang cao nng lc kung lai tri hio. Iu na s jup tran c nu ut nh hng chu cc n cht lng chn nguoi, marin hin la hin tng nguoi quan yu hio trong chung cht hp, cng cn phi quan tam th 6 in ng rut, mar h 6 in ng rut co hot ng tt he kong s du ton phn thc n quit nh. 6 th, ng ein nguoi hio cn phi trao dikin thc v ham lng din dng trong cac loi nuyen lu thcn. Bit them kai tit k thut vh6 in ng rut, ng ein woi hio cn ng n chn hin tng len men cac protein co chu hoa xy rut gia tren a with grave n hio car min. 6 iu na dnt vic cth hio b thiu axit armin, vas kin hio chm ln, kung vi la u trong mau cao, vah min dch b sui gim. Dùng ít kháng sinh nhưng lợn vẫn tăng trưởng tốt, cần đảm bảo chế độ ăn cân bằng và tăng cường chất khoáng như đồng và kẽm, cũng như thực phẩm được axit hóa. Việc sử dụng các chất phụ gia như probiotic, prebiotic, chất kích thích miễn dịch, các enzyme và các loại thảo mộc, tinh dầu và chiết xuất thực vật cũng cần được quan tâm hơn trước. Bên cạnh đó là nâng cao năng lực quản lý trại heo. Điều này sẽ giúp tránh được nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng chăn nuôi, mà điển hình là hiện tượng nuôi quá nhiều heo trong chuồng chật hẹp, cũng cần phải quan tâm tới hệ vi sinh đường ruột. Mà hệ vi sinh đường ruột có hoạt động tốt hay không sẽ do thành phần thức ăn quyết định. Vì thế, người nuôi heo cần phải trau dồi kiến thức về hàm lượng dinh dưỡng trong các loại nguyên liệu thức ăn. Để biết thêm chi tiết kỹ thuật về hệ vi sinh đường ruột, người nuôi heo cần ngăn chặn hiện tượng lên men các protein khó tiêu hóa xảy ở ruột già trên đàn heo của mình. Vì điều này dẫn tới việc cơ thể heo bị thiếu axit amin và sẽ khiến heo chậm lớn, cùng với đó là uri trong máu cao và hệ miễn dịch bị suy giảm. Quay đoàn, quay đoàn, quay đoàn. Thấy điện thoại đâu? Thấy coi. Lần này mở ra 3 tháng cái này. Bảy sáu bảy tám miền nữa, 80 cân rồi. 4 tháng đi vì hơn ta. 3 tháng. Mình con, hôm nay mình khẩu mấy con. Luôn to, to nó bắt đầu lồm ngộm, lồm ngộm. Cái bà đấy là mẩy mới ngay thôi. Mấy cái mẩy cũng mẩy ngay. Mẩy ngay. Còn mẩy bắt ra chứ. Mẩy bắt, mới mẩy ngay. Tầm 15 ngày. 15 ngày tuổi. Nó hai
chuồng, hai chuồng to đều cả. Xuân Jin, cảm xuân Jin.